nhẹ thì tay mình vuốt nhẹ thì nó không có cái gì, tức là hai tay hai bên vuốt nhẹ cho khoảng 3 số lần, làm khoảng một ngày 3 lần, tối là không không nghe thấy. Mà ngủ thật nó say như ngay, chứ còn nếu như ngủ lơ mơ như mọi ngày không bao giờ ngáy. Còn nếu cái người ngủ ngáy là lơ mơ mới ngủ mới ngáy dữ dội, không đến lúc ngủ say đôi khi người ta lại bớt ngáy, bớt ngáy khó ngáy bớt. Bớt đây này. Bớt ở số không số không không ra số không đi ra không ra ra phải nhá. Mấy người tôi xung quanh làm thế, chứ tôi không trực tiếp làm mà xung quanh mấy người thế người ta làm đấy hết. Em nói chuyện khi ngủ thì chỉ vào cái lúc thật say thì người ta ngáy, còn lúc lơ mơ thì ngáy.